Hello anh em, thì mình mới vừa về con Z 900 2018 nha anh em. Con này biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Khá nhiều đồ chơi nha. Quay sơ sơ anh em xem ha. Con này này bảo vệ tơ thắng carbon nè. Tơ thắng CNC. Có logo H2 luôn nha anh em. Xi nhan LED nè. Kính gù nha. Có airbag luôn nha anh em. Còn khá đẹp ha, vỏ trước sau rất năm nha. Tem mình xăng còn đủ ha, còn cũng khá liền nha. Ở đó hiện tại nó mới 14.369 cây thôi nha. Còn này bogin anh em, cho nên nó khá là im ha. Anh em thích lịch sự im điềm thì bogin nha. Đèn hậu cực kỳ đẹp ha. Đèn hậu nổi lên chứ cái logo với chữ Z cực kỳ đẹp luôn. Biển số Sài Gòn anh em, sang tên toàn quốc 100 nha. Quay cận cảnh thêm anh em ha, mấy cái công tắc xi nhan với lại đèn ưu tiên nha. Ủa Hậu ơi, cái này chỉnh cái công tắc lại Hậu ơi, nó hơi ngước lên rồi. Ok. Này công tắc đề như này, mấy công tắc này nó còn nói chung là nó còn rất là mới luôn nha anh em, chưa bị bay ha. Nếu mà bay là nó sẽ sử dụng nhiều nó mới bay, còn nếu mình ít đi nó sẽ còn ha. Này tem chùm nguyên xe luôn nè. Anh em không thích thì lột cái được ha. Bình xăng dán tem chùm nguyên xe luôn, còn rất là mới luôn nha. Bình dầu gì vô ma. Này số máy ha, còn rất đẹp nha anh em. Có bảo vệ chống đôi khung, bảo vệ lốc máy ha. Đầy đủ luôn. Tem viên này còn đầy đủ nha anh em. Mày kêu trong dán full xe. Có dán nắp, có dán bình xăng nữa. Logo chữ Z bên đây ha. Con này đồ gin còi đuối anh em, đuôi gin và kính hậu gin nha. Anh em quan tâm thì vô lòng bộ cho mình ha, số điện thoại mình là 0949 nha, 999-75 ha. Con xe này thì bán với giá là 150 triệu nha anh em. Anh em quan tâm thì gọi cho mình ha. Xem xe tàn thơ nha anh em. Con này nó có thêm cái dấu đồ chơi nè, chống đổ phượt trước nè, ERG. Cái này nó hay khi mà lỡ mình bị ngã nha anh em, nó sẽ chổi ra, nó sẽ không làm cho cong cái đĩa ha, nó không làm cho trong nó chổi ra trong cái đĩa, nó không có bị va chạm nha. Logo với chính bên đây nè cũng còn đẹp, rất là đẹp luôn nha. Chìa khóa thì còn hai chìa luôn nha nè, quá đẹp, phượt còn rất là đẹp nha. Ok anh em quan tâm thì gọi cho mình nha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha.